Lỗ Chí Thâm là một trong những nhân vật được yêu thích nhất Thủy Hử, và Đình Phong là một trong số đó. Như các bạn đã biết, nếu xét về sức khỏe, Chí Thâm số 2 không ai dám nhận là số 1. Chàng từng nhổ bật cả gốc cây dương liễu chỉ để đuổi một con quạ làm mình ngứa mát. Chí Thâm khỏe tới mức không thể kìm hãm được lực đấm của mình. Nếu mọi người hay xem hoặc đọc Thủy Hử thì đều biết rằng Hòa Hòa Thượng từng vì hai cha con dân nghèo bị hiếp đáp mà đấm vỡ mồm Trịnh Đồ. Đình Phong thử tếu tếu một chút cho anh em giải trí nhé, tiện tường thuật lại trận đánh không cần sức này. Chả là sau khi nghe chuyện bất bình, Thâm tới cầu Trạng Nguyên, nơi quán thịt lợn của Đồ, và nói: "Ê thằng em, anh vâng lệnh của quan kinh lược, nhờ chú cắt cho anh 10 cân thịt lợn, nhớ là phải thái nhỏ từng miếng, không được có tí mỡ nào." Đồ thấy Thâm đô con lại là đề hạc, có ý kinh sợ, liền sai hai thằng nhân viên ra làm ngay. Thâm liền gạt phát đi: "Láo, láo quá, mày có biết đây là đồ của sếp không? Phải người có tay nghề làm, ông ấy mới ưng, chứ bọn chip hồi kia thì hỏng." Nói đoạn chỉ tay đồ trực tiếp làm. Đồ không dám trái, làm ngay lập tức, xong xuôi gói lại bằng lá sen cẩn thận. Dạ bẩm đề hạt, thịt đầy ạ, giọng Đồ kính cẩn. "Chưa hết đâu, chú mày thái thêm cho anh 10 cân thịt mỡ, nhớ là không được dính một tí nào." Thâm cười khanh khách. Đồ liên bảo: "Đề hạt có nhầm không? Quan ông quan bà toàn người béo ị, ăn mỡ vào để chết à, xin ngài coi rõ." Thâm trừng mắt lên quát: "Quan ông bảo vậy, mày thích cãi không? Cãi lên quận." Đô đành phải vâng lời, lại thái tiếp, xong xuôi đưa cho Thâm. Đồ nói: "Lời của ngài, tôi đã làm đủ." Thâm lại nói: "Đủ là đủ thế nào? Chú em thái tiếp cho anh 10 cân sườn, nhớ là không được dính một tí thịt." Đồ lúc này đã bực lắm, nhưng cố nhịn hỏi: "Đề hạt chiêu tôi phải không?" Thầm đáp ngay: "Chiêu cái mả cờ ha nhà mày." Đoạn ném luôn hai bọc thịt vào mặt Đồ. Đồ lúc này mặt đỏ như gà trọi bảo: "Bố là bố cay mày lắm rồi đấy." Đoạn hai tay cầm hai đào, sử ra song đao hợp bích tấn công Hòa Hỏa Thượng. Chỉ thấy Thâm thân hình lay động, không khác gì một cái bóng di chuyển quanh cỏ, khiến cho song đao của Đồ không chạm được vào vạt áo. Lúc này đao khí của Đồ đã tỏa rộng tới nửa trượng, lướt tới đâu là cắt mặt tới đó, xung quanh không khí cũng bị xẻ thành từng mảng nhỏ. Chỉ Thâm thấy hơi kinh hãi, người tiềm vận kim cang bất hoại thần công tầng thứ 10. Đao của Đồ chém tới, nghe keng một tiếng này bật ra sau tuột cả đao. Hắn vội quay người thì sau ót đã bị Thâm nhấc bổng lên, tặng cho ngay một quả đấm vào má trái. Đồ choáng váng, chưa kịp định thần lại thì lại một phát vào thái dương. Hắn người mềm như bún, nằm bệt dưới đường chợ. Thâm liền hỏi: "Mẹ thằng kia, mày định giả cách hay sao? Mau dậy đi, không tao đấm cho phát nữa." Đồ không trả lời, mặt tái đi. Thầm nghĩ thầm: "Ôi chết mẹ nó rồi, làm sao bây giờ?" Đoạn chạy bán sống bán chết. Đình Phong kể đoạn chuyện vừa rồi không phải là rảnh hơi tăng thời lượng, mà mục đích chính là muốn nói rằng Lỗ Chí Thâm là một kẻ rất ngang tàn và hành sự lỗ mãng. Mọi người thấy không, hai cha con Kim Lão vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, ấy vậy mà Thâm sẵn sàng tiễn Đồ về cõi vĩnh hằng chỉ vì dám ức hiếp họ. Tội của Đồ không đáng chết, nếu có chị thì cũng tặng hắn vài đấm thôi, chứ chẳng nên nhắm đúng bộ máy trung tâm mà giã. Lỗ Chí Thâm sau khi gặp Sung, thấy vợ Sung bị cào nhà nội ức hiếp, liền bảo báo từ đầu: "Người anh em à, tôi thấy không ổn lắm, hãy để tôi dẫn 500 anh em đập cho thằng cao ấy một trận nhé." Sung liền gạt ngay mà đáp: "Thôi, bỏ qua đi bạn, cao công tử chỉ nhầm một chút ấy chứ." Thâm trả lời luôn: "Ừ, lần này là nhầm phần trên, nhưng lần sau nó nhầm phần dưới thì bạn đừng có hối đấy. Mạnh mẽ lên chàng trai." Ha 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 ha
Thầm gặp ai cũng dám đấm, da trẻ gái trai, thằng nào ngứa mắt là đấm. Ngay cả lần đầu tiên gặp Dương Trí, Thầm cũng chẳng nói chẳng rằng, nhảy vào vã một trận thật nhiệt tình cái đã. Cả đời của chàng hùng hằng đầu gấu, không chịu nghe bất cứ một ai, thích là nhích, tuy nhiên lại nể trọng hai người, lời nói của họ rất có trọng lượng. Người đầu tiên, các bạn đã đoán ra hay chưa? Đó chính là Chí Chân trưởng lão ở chùa Ngũ Đài. Chả là sau khi đấm chết Trịnh Đồ, Chí Thâm phải cao chạy xa bay. Nhờ được Triệu Viên Ngoại giới thiệu, chàng đã có một khóa tu dài hạn trong chùa. Dẫu đã được thông báo về nội quy phép tắc, nhưng Chí Thâm bình sinh có tật thèm rượu, không chịu nổi phạm vào giới luật. Sư chùa phát hiện, có trách mắng khiến chàng tức giận, đấm cho họ nhấc hết cả người, phải chạy bán sống bán chết. Chí Chân trưởng lão biết vậy, liền ra mặt nhắc nhở. Thì nại A mô tả lúc ấy, Thâm cũng biết mình sai, có chút sợ sợ. Từ đó đến nay, 3 tháng trời không hề dám bước chân ra khỏi cửa chùa, càng không dám tơ hào đến chuyện uống rượu ăn thịt. Thế nhưng, cái gì đã ngấm vào máu thì có tu, tu nữa cũng không thành. Và một ngày nọ, Thâm có đi qua đường, thấy mùi thịt chó thơm nức. Chàng không kìm lại được sung sướng, vào quán làm cái đùi chó với một cút rượu, cứ thế phê ngặt nghẽo từ quán tới tận chùa. Thế rồi, Thâm lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với lũ giám tự. Bọn họ lại được phen tốc biến chạy té khói. Chí Chân trưởng lão bất giác thở dài, ta không độ được hắn, mà trời Phật cũng không độ nổi. Người thứ hai mà Chí Thâm nể trọng là một vị tướng trên lương sơn bạc. Ý là ai? Tống Giang ư? Hay là Tiểu Cái? Thực ra nể thì cũng có nể đấy. Nể ở đây là kính lão đắc thọ, chứ không phải nể vì thực lực, vì tính cách. Người mà Đình Phong muốn nói chính là hành giả Võ Tòng. Có thể nhiều người bất ngờ, tại vì sao không phải Lâm Sung mà lại là võ đô đầu ở huyện Dương Cốc? Câu trả lời hết sức đơn giản. Lâm Sung không phải là kẻ đáng để Chí Thâm nể về tính cách. Báo từ đầu không có bá khí, không có khí độ của bậc trượng phu như Hoa Hỏa Thượng. Điều này Thâm đã nhận ra sau chuyện Sung cam chịu cả nhà nội và viết thư tử vợ. Chỉ duy có Võ Tòng là một nhân vật khiến chàng cực kỳ tâm đầu ý hợp. Thâm khi điên lên có thể vã cả thiên hạ, thì Tòng cũng thế, thậm chí còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn. Thâm trọng tình trọng nghĩa, Tòng cũng như vậy. Đó cũng là lý do cả hai thường ngủ chung phòng và cùng chọn chùa Lục Hòa là nơi xuất gia sau khi đánh thắng Phương Lạp. Có một chi tiết trong chuyện trò thấy lời nói của Võ Tòng rất có trọng lượng với Thâm. Chuyện như sau. Chả là cả hai sau khi đầu quân lên lương sơn bạc, có nhớ tới Sử Tiến, định rủ lên thì 12 cửu văn lòng đã bị quán quân bắt giữ. Lỗ Chí Thâm nghe đến đó, đùng đùng nổi giận, đập tay đập chân mà nói rằng: quần chó má, nó dám vô lễ thế sao? Ta phải kết liễu ngay cho nó mới được. Chu Vũ liền can ngăn: Lỗ Chí Thâm nhất định không chịu nghe. Võ Tòng liền một tay nắm lấy thiền trượng, một tay trỏ Chí Thâm bảo rằng: dẫu cho là giết được Hạ Thái Thú bây giờ, cũng chưa thể cứu được Sử Đại Quan Nhân ra được. Võ Tòng tôi quyết không để cho ca ca đi. Chí Thâm rất nể Tòng, nên chuyện ấy đành thôi. Trường hợp này đổi lại người khác, nhẹ thì kệ mẹ mày, nàng có thể bật ulti đấm cho vỡ mồm rồi. Đêm ấy, chờ Tòng ngủ say, Thâm mới dám lặng lặng rời khỏi sơn trại. Video của Đình Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký và ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.